em nha. Hôm nay bên Studio Tàu Nguyễn lại giới thiệu với mọi người một dàn loa kéo lưu động rất là mạnh luôn. Dàn này có giá tại cửa hàng là 19.900.000 đồng. Về các thiết bị bên trong thì bên Studio Tàu Nguyễn bảo hành đầy đủ. Còn lo là bên công ty trưng bày thanh lý hàng mới 100% luôn, nên chúng ta có một cái giá rất là rẻ. Đây đầu tiên đây là cái con đẩy xe 16 40 sò. Cái con 40 sò này có thể kéo thêm được một cặp 3 tấc nữa. Hiện tại thì bây giờ nó đang 2 cặp 4 tấc, 4 loa. Và chúng ta có thể kèm thêm một cặp 3 tấc quân đơn nữa. Rồi tiếp theo là một con nâng tiếng Idol IP100 2 la mã, dòng 2 la mã mọi người. Và tiếp theo nữa là cái con mic UGX20 2 la mã luôn. Cái dòng mic này nó có cắt hú, có cắt hú nha mọi người. Và đặc biệt cái mic này thì khi mà chúng ta để xuống khoảng 30 giây thì nó sẽ tự ngắt, để lỡ khi chúng ta có bị va đập hay này kia thì nó cũng sẽ không bị chấn động đến loa. Và tiếp theo nữa là một cái con Vanker JBL K12. Đây. Con JBL K12 này nó có tích hợp chống hú này, rồi tích hợp Bluetooth nè, rồi cổng cấp tico, cổng cấp quang. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy ở phía sau nó có hai cổng micro, cổng Canon và một cổng 6 ly. Phía trước nó có 3 cổng 6 ly. 3 cổng 6 ly tổng cộng là 6 mic, 6 đường mic. Và ở đây là anh chị em thấy ở đây là nó có để echo. Echo đây là nó chỉnh cho 6 cái mic, 6 cái nút này là nó chỉnh cho đường echo. Cái echo của con này rất là mịn, rất là hay, cái tiếng nó rất là sáng. Rồi tiếp theo nữa là đường mic, chỉnh cho mic. Đó là mic tone này, thì nó chỉnh đây là âm bass nè, trung kép cho mic. Còn ở đây là music tone, nó là chỉnh cho nhạc. Ở đây là bass trung kép, ở đây là cái đầu ra. Đầu ra ở đây em để cho 12 giờ. Ở đây là cái âm lượng của micro. Âm lượng của micro. Và đây là âm lượng của music, của nhạc. Thì ở đây là Thành Bình, dân cư rất là đông, đang buổi trưa, người ta nghỉ trưa nên cũng không dám mở to. Và một cặp bass đơn, cặp bass này nó là 40 con 75 từ 109 kép 750. Và một cặp loa đơn bên kẹp hông cũng vậy, con 75 từ 109 luôn. Và bây giờ mình sẽ thử mic cho mọi người nghe nha. Đây mình đứng kế bên sẽ thử cho mọi người nghe luôn. Nhìn ở góc độ nào nó có thể hú và không hú. Nhưng mà cái con van cơ chống hú thì ở góc độ này thì chúng ta hát vô tư rồi, mình không nói là nó cắt hú triệt để. Giống như anh em mà đưa cái tép đưa vô cái họng như thế này, đưa cái đuôi này sao hú được, đưa cái đầu mới hú. Đó là quy luật. Nên là thôi mọi người,
Mọi người thì mỗi người có mỗi một cách làm khác nhau. Rồi để mình nghe điện thoại cái mình test tiếp nha. Dạ luôn. Dạ dạ. Anh ở đâu đi xuống anh? À bây giờ anh đang còn ở ngoài quốc lộ 13 đúng không? Rồi rồi. Ok, khoảng tiếng rưỡi nữa anh cứ ghé em ha, tới bến xe Bình Dương đi rồi em cho thằng em nó ra đó đó. Hen. Rồi rồi ok. Em mua em còn mấy cặp nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ 4:43 cũng còn mà 4:30 4:18 thì còn hết. Ta chiều anh cứ ghé đi, hay anh cứ ghé đi anh tham khảo nha. Dạ dạ dạ. Rồi, anh em bây giờ mình sẽ hát thử một đoạn cho mọi người nghe nha. Hát thử một đoạn. Rồi, quý anh em vừa nghe mình test thử nha. Thật ra thì mình chưa có chỉnh bất cứ góc độ nào hết. Lắp vô tại ở đây nó cũng hơi vội. Mày còn về cửa hàng dưới kia nữa. Cho nên là hiện tại giờ mình để cái góc độ bình thường 12 giờ hết, mọi người nhìn thôi. Nếu mà chúng ta chỉnh cân theo ý của mình, nó sẽ còn sáng hơn nữa, còn hay hơn nữa. Rồi quý anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với mình nha, theo số điện thoại 0937381978, 0982770792, đến trực tiếp tại cửa hàng số 1255-39, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cách bến xe Bình Dương 300m. Địa điểm thứ hai cũng tại Bình Dương là số 3B, khu dân cư Thạnh Bình, đường D1, phường Thuận An, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ở đây là một trong hai cửa hàng của mình tại Bình Dương. Cái điểm này là tại khu dân cư Thạnh Bình, đó. Phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ở đây thì mình mới chuyển về đây thêm, mở thêm ở đây cho nên là cũng chưa có dám mở to lắm cho mọi người. Đó, như anh em thì mình cũng nói rất là chân tình. Thí dụ như là anh em muốn ăn hú, thí dụ như ai đó mà người ta đưa cái mic người ta đi thẳng trực tiếp vô trong cái step thì đó mới thật sự mới gọi là các hú. Thí dụ như đưa trực tiếp như thế này, đưa trực tiếp như thế này mà không hú thì đó mới là mà cái đường mic. Đưa như thế này thì bình thường mà. Đưa như thế này em đưa cũng được vậy. Anh em có mà đưa thì giống như người ta. Đưa như vậy có hú hí gì đâu, đúng không? Cái nào cũng vậy, nếu mà người ta nói cắt hú mà tuyệt đối 100% thì chắc là chắn là không có rồi. Người mít đôi sáng không nổi. Em thì em chỉ nói là cái con van cơ này nó có chức năng cắt hú thì nó ở góc độ